Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với YNK Adventure. Thì hôm nay mình có một cái video về unbox và review một cái sản phẩm mới liên quan tới cái việc đi cắm trại. Cho mọi người xem. Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Key. Tụi mình là Yo and Key, YNK Adventure. Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc. Xin mời các bạn hãy đón xem. Khi mà đi cắm trại thì nếu mà có rác và nhiều rác thì làm sao để mà mang về cho nó vừa sạch sẽ vừa gọn gàng và để cho cái chỗ cắm trại của mình luôn luôn sạch sẽ và không bị ảnh hưởng tới môi trường. Hôm nay mình có một cái sản phẩm là mình order lâu lắm rồi nhưng mà đợi có dịp để mà quay cho mọi người, để cho mọi người xem. Bây giờ mình sẽ tháo ra cho mọi người xem. Lúc mà mình mua cái này á là mình mua 2 ngày là về tới rồi. Mà ship bình thường nha, chứ không chọn là ship nhanh nữa. Đây là cái túi rác của cái hiệu là Blacksmith. Này cho mọi người xem này. À, thì cái hiệu này á là của hai người con của cái ông chủ Snowy, là Snowy Outdoor, là ở bên South Australia, ở bên Nam Úc á, là chuyên bán về những cái đồ camping luôn. Thì mình cũng đã có dịp ghé cái tiệm đó rồi, là nó giống như Anaconda ở Victoria vậy. Nhưng mà mình thấy á, cảm nhận của mình thấy á, là cái chỗ đấy nó bán nhiều đồ hơn và có những cái đồ nó xinh hơn ở Anaconda mà rất là bự luôn. Theo như mình tìm hiểu á, thì cái hãng này á, là được thành lập vào năm 2019 á. Đó là phát triển cho tới bây giờ. Chuyên làm về những cái túi rác này, rồi những cái đồ mà để mà pack đồ đi cắm trại á, rất là gọn luôn. Và cái sản phẩm này mình thấy á, là cái chất lượng nó rất là dai và rất là tốt nha mọi người. Đó, tại vì lúc mà mình mua là mình có review, có nhiều hàng. Thì cuối cùng mình chọn cái hàng này. Và cái loại túi rác này á, nó có hai màu. Là màu đen và cái màu này là gọi là màu kaki á. Đó, thì mình chọn cái màu này để cho đi có đường bụi bẩn với đồ á, thì nó sẽ thích hợp hơn là màu đen. Màu đen là nó dơ thì mình có cảm giác là nó sẽ dễ thấy hơn. Trong cái túi này á, thì mình có nhận được là một cái sticker bự như thế này. Chất lượng của sticker là rất là đẹp luôn. Và thêm một cái nữa là cái thank you card viết bằng tay nha mọi người. Đây cho mọi người xem này. Đó, thì mình thấy cái này á, rất là hay này. Vì người ta tặng cái này cho mình á, thì mình thấy là người ta kiểu là rất là trân trọng những cái đơn hàng, cho nên phải viết tay như thế này. Đó, thì cái người mua như mình á, mình cũng cảm thấy xứng đáng với cái tiền mình bỏ ra khi mua một cái sản phẩm. Bây giờ mình sẽ để hai cái này sang một bên để mình mở cái túi rác cho mọi người xem nhá. Wow, to quá trời luôn. Cái túi rác này chắc nó bự hơn cái xe của mình á. Đấy, mọi người thấy chưa? Thì cái túi rác này á, là để ở đâu? Là thường á, nó sẽ để sau cái lốp phụ của xe hơi này. Đó, nó sẽ như vậy. Cái túi này á, là thường là để trên mấy cái xe mà đi 4-wheel drive á. Những cái xe mà có lốp bự từ cỡ khoảng cái túi này sẽ dùng cho xe cỡ khoảng lốp từ 31 inch cho tới 35 inch. Thì mọi người lưu ý là nếu mà người nào mà đi 37 inch á, là lốp bự á, lốp size 37 á, thì cái túi này sẽ không vừa nha. Chỉ có từ 31 tới 35 thôi. Bây giờ mình mê cái túi này và muốn đi cắm trại á, có một cái túi để xài hoài và vứt rác cho nó sạch sẽ. Xe của mình cái lốp này nó rất là nhỏ, nó còn chưa tới 30 inch nữa. Thì mình biết là lắp có vừa hay không, nhưng mà kệ, nếu không vừa thì sau này mình sẽ chế lại cái kiểu khác, miễn sao gắn vào được là được. Nhưng mà cái túi này á là mình mua để cho tương lai. Tương lai có cái xe khác nó đi cắm trại nó ổn định hơn á, là để xài luôn. Đó, nhưng mà bây giờ là mua thì mua một cái loại mà nó sẽ hoài, chứ sau này khỏi phải nâng cấp. Thì bây giờ mình sẽ mở ra cho mọi người xem ở trong là như thế nào trước đã nhá. Sau này một chút nữa mình mới thử gắn lên trên xe mình xem như thế nào. Đây. Wow, ở trong này này, mọi người xem này. Cái chất lượng á, tốt lắm. Rất là dày luôn này. Thấy chưa? Và cái ngắn của nó rất là bự luôn. Để được rất là nhiều thứ. Rồi hai bên hông này này, hai bên hông này, đó, còn có ngắn để đô nữa. Đây, hai bên hông luôn. Đó, rất là hay. Để bây giờ ấy nha, mình nghiên cứu, mình gắn lên cái lốp xe của mình xem có được không đã. Rồi mình sẽ quay tiếp cho mọi người xem nhá.
Sau một hồi loay hoay kiếm cách để mà gắn cái túi rác vào cái lỗ phụ của xe mình thì mình cũng đã gắn được. Nhưng mà nhìn thì nó chắc chắn là sẽ không thích hợp cho cái xe của mình thôi. Nhưng mà cái tại vì bắt buộc phải có cái túi rác, chứ không đi cắm trại mà không có túi rác á, mang đồ về nó khó chịu, nó vất vả lắm. Đó, thì có cái này tất cả mọi cái rác á là đem về bỏ vào đây là xong, khỏe. Cái công dụng của cái này là có cái hay nữa là không những đựng rác mà ví dụ như có những cái bát nó bị ướt á, hoặc là những cái dây strap này nó bị bẩn á, mà các bạn muốn để trong xe nó dơ xe á, thì có thể để vào đây, nó rất là hay luôn. Nó hơi to so với cái xe của mình nhưng mà bây giờ gắn xong á thì muốn mở ra là như thế này này. Đó, có hai cái khóa, xong rồi bắt đầu dỡ lên. Đó, thì sẽ vứt rác hay là những cái đồ gì ở trong này. Mà cái túi này á, những cái vật liệu mà làm ra cái túi này á là đa số là được sản xuất ở Úc. Nơi sản xuất á là ở Nam Úc luôn. Chỉ có cái dây kéo này á là ở Úc cũng có, cho nên là người ta phải nhập trực tiếp ở bên Nhật. Thì tất cả mọi thứ về cái túi này là rất là tốt luôn. Mình cực kỳ recommend cho mọi người là cái túi rác là nên mua của cái hàng này. Trong những cái hàng mình review thì mình thấy cái hàng này là đỉnh nhất đó. Blacksmith nha mọi người, là Camping Supply. Đó, rất là tốt, rất là happy về cái túi này. Mặc dù nhìn là hơi to so với cái xe mình một tí, nhưng mà không sao hết, mình rất là vui luôn. Và thêm một điều nữa, cái túi này, cái vật liệu bên trong á, nó cũng dễ lau chui. Nhưng mà mình thấy á, là nếu mà có rác thì các bạn mang cái bịch rác ở nhà đi á, mang cái bịch đen hoặc là những cái bịch rác mà để đựng rác á, xong rồi cho vào đó, xong rồi cho vào đây, thì lúc về á, lấy chỉ cần xách cái bịch ra xong thả vào trong cái thùng rác này là beautiful. Nếu mà không có cái bịch rác thì phải tháo nguyên cái này ra thì mới tiếp vào cái thùng rác được, còn không là phải lấy ra bằng tay á thì nó cũng dơ đó. Cho nên là có cái túi này, xong có cái túi rác mà cái rô á, thấy vào trong này một cái rô nhỏ nhỏ thôi, loại nhỏ thôi cho nó gọn là xong. Đi camping là cứ bỏ rác ở trong bịch rác á, xong cái cho thẳng vào đây trước khi đi về là sạch sẽ. Thì bây giờ mình sẽ đi kiếm cái túi rác, xong mình cho rác vào cho mọi người xem thử nha. Một lần đi á, mọi người chỉ cần mang 2-3 cái túi rác này thôi là đủ rồi. Tại vì mọi người biết sao không, mình khuyên một cái á, là đi cắm trại có cái túi rác này á là một chuyện, nhưng mà mọi người đừng nên mang những cái đồ mà vào trong này xong cái là nó tạo ra nhiều rác quá thì lúc đem về nó bất tiện. Cho nên là những thứ mình khuyên là hạn chế mang này, ví dụ như là những cái chén bát mà ăn một lần, mấy cái đồ chén giấy hoặc là chén nhựa, rồi mấy cái đồ ly nhựa này nó, mấy cái đó chỉ thích hợp cho tiệc ở nhà thôi. Còn các bạn mà đi mà cắm trại mà giống như kiểu mà xác định là đi dài lâu á, thì các bạn nên mua những cái đồ camping mà nó nhẹ này, nó dễ pack đồ này, rồi lúc mà rửa rải ở trong chỗ cắm trại á là nó cũng dễ nữa. Các bạn chỉ sắm một lần thôi, chứ các bạn cần phải đi mua mấy cái đồ xài một lần xong dục á, thì lúc mà xài những cái đồ đó các bạn gom rác lại á, nó chiếm rất là nhiều chỗ. Tại vì mình thấy nhiều người là đi cắm trại xài cái đó rồi nó chiếm rất là nhiều chỗ, đi về đi cắm trại ví dụ như 2-3 ngày á là bịch rác là cứ bịch bự như vậy, 2-3 bịch đó, thì mang về để trong xe rất là cực luôn đó. Thì mình thực sự khuyên các bạn là nên consider cái chuyện là sắm những cái đồ camping, ví dụ như chén bát đĩa ly, là cứ một người một bộ, thì nó thường bán một bộ là cỡ 4 cái, thì giống như kiểu các bạn nhắm xếp. Ví dụ gia đình 2 người thì sắm một bộ đấy, có con cái thì là quá tuyệt vời luôn. Mà xài những cái đồ đấy á, là nó sẽ tốt, nó thân thiện về môi trường, mình đỡ phải đi vứt rác, đỡ cực nữa. Nếu được thì hạn chế xài những cái đồ mà sử dụng một lần, ví dụ như là ly chén nhựa vậy là hoặc là giấy nhá. Đi về chắc cũng làm chỉ cần một cái bịch rác này thôi là ok rồi. Trừ khi uống bia có chai thủy tinh thì cái đấy không nói rồi. Cái túi này á, thì nó chỉ có như vậy thôi. Thì bây giờ lúc này có hai cái túi mà mình mở hộp á. Đây, gập toàn lại, cho vào bịch rác. Rồi đây có mấy cái tô mì ăn liền á, đó, cho vào đây. Xong rồi bọc nó lại cho nó gọn, để nó khỏi chiếm chỗ mấy cái đồ mà các bạn mà giống như kiểu hộp giấy với đồ hoặc là mấy chai nước á, nếu mà gập gọn được á, bọc lại cho nó gọn á thì nó đỡ chiếm chỗ hơn. Tại vì cứ bỏ vào á, bọc liền á là ok, chứ không mà cứ cho rác vào trong bao này nè, xong kiểu bọc á, một hồi nó thành một cái bao bự á, đâu có làm được nữa đó. Đó, đấy, như vậy thôi. Thì khoan đã buộc, chỉ xoắn nó lại vài lần như vậy, xong rồi cho vào cái túi rác này. Cứ cắm trại 1-2 ngày gì đó có rác, mở cái bịch rác ra, cho vào cái túi đó là nó sạch sẽ. Là đến khi á, các bạn đi về, các bạn cần phải đi dọn rác nữa. Tại vì nó đã nằm ở đây rồi, nó rất là tiện luôn. Mình cực kỳ recommend mọi người xem xét cái chuyện mà đi cắm trại, sắm cái túi rác mà gắn ở trên xe này. Và thêm một cái nữa, từ cái túi này á, là
Lúc này mình có giới thiệu với mọi người là hai cái túi hai bên này nè. Đó, thì các bạn có thể để những cái sợi dây strap này vào trong cái túi này. Đó, nó rất là tiện. Tại vì để trong xe, ví dụ xe mình nhỏ mình cứ pack đồ á, thì nhờ mình pack cái này ở đường dưới là có chuyện gì cần lấy nó ra để xài á, rất là bất tiện. Còn cái này nó nằm ở ngay đây, nó mở ra cái là lấy cái là xong. Đó, nó rất là tiện luôn. Cái video này của mình sẽ kết thúc tại đây. 6 tháng hoặc 1 năm nữa mình tiếp tục xài cái túi này, và nếu có gì thì mình sẽ update thêm cho mọi người biết nhá. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của tụi mình. Tụi mình là YNK Adventure. Nếu mọi người thấy video này hay thì nhớ like, share, comment và ủng hộ cho tụi mình với nhá. Link của sản phẩm này á, mình sẽ để dưới cái phần thông tin. Mọi người xem thì nếu mà quan tâm thì click vào cái phần thông tin á để biết thêm thông tin của sản phẩm. Tạm biệt mọi người. Hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo.